từ 5:30 đến 11 giờ trưa, buổi chiều là từ 14 giờ cho đến 20 giờ. Nên vì vậy là khách vào bể là lưu trú lại tắm ở dưới bể rất là lâu. Nên vì vậy là lượng khách ở trong bể rất rất là đông trong mấy ngày hôm nay, với tinh thần phục vụ cao nhất để đảm bảo an toàn cho quý khách trong khi bơi. Và lúc nào cũng có 6 cứu hộ, và đặc biệt chúng tôi sẽ là 2 tầng cứu hộ, và xung quanh thì đều có phao cứu hộ và gậy cứu hộ. Nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ trực tiếp các anh em cứu hộ là sẽ dùng xào, dùng phao và sẽ ứng cứu ngay lập tức để đảm bảo cho khách bơi an toàn tuyệt đối.